Hi, xin chào tất cả anh em yêu thích game nhất kiếm môn. Thì trong video này mình sẽ không review cũng không làm gì hết. Nhưng mà trong cái video này mình sẽ chơi một cái trò chơi gì đó với anh em. Nếu anh em nào đoán đúng á thì mình sẽ tặng cho một bạn duy nhất thôi nha, là một cái cạc 50k. Hoặc là anh em có thể là chuyển gửi ngân hàng, tài khoản ngân hàng cho mình chuyển qua cũng được. Hoặc là anh em có thể là đưa cái tài khoản game của mình anh em cho mình nạp cho anh em cũng được. Rồi, bắt đầu anh em nghe kỹ câu hỏi nha. Đúng thôi, nghe không kỹ là gán chịu nha. Mà anh em thấy mà cái event này nó hay, cái sự kiện này nó hay thì anh em cứ comment bên dưới đi. Thì mình chơi hàng tuần, nếu mình còn ngày nào mình còn chơi game này thì cứ mỗi tuần mình chơi lần nha anh em. Thì câu hỏi thì nó cũng đơn giản thôi. Anh em có không được chỉnh sửa câu hỏi nha. Không được chỉnh sửa, anh em cảm thấy mình trả lời sai thì anh em có thể là comment câu khác chứ không có chỉnh sửa câu hỏi nha. Mà anh em phải nhớ chia sẻ nha anh em. Chia sẻ ra đến thôi có mấy người chơi thì nó buồn lắm. Rồi, bắt đầu câu hỏi của mình về đây. Trong cuộc đời của anh em sẽ gặp ba người mà ba người này sẽ giúp cho anh em sướng cả cuộc đời. Vậy ba người này tên gì? Đó, thì anh em cứ comment bên dưới cho rõ ràng nha, mình không nhắc lại cho anh em. Có gì anh em cứ tua ngược lại anh em nghe nha. Rồi mình xin trả lời xin nhắc lại một lần nữa nha. Trong cuộc đời của anh em sẽ gặp ba người mà ba người này sẽ giúp cho anh em sướng cả cuộc đời. Vậy ba người này tên gì? Đó, anh em cứ tua ngược trở lại nha. Mình thì mình cũng không biết là thời gian bao nhiêu, mình đang đi ăn boss anh em ơi, là gắn vô đây thì chơi thôi. Mình xin nhắc lại nha, nếu anh em nào mà trả lời đúng á thì anh em cứ comment chụp hình cái câu trả lời của anh em á, xong anh em gửi Facebook cho mình sẽ liên hệ với anh em sau. Mình chỉ một bạn duy nhất trả lời trước nha thôi nha anh em, mình sẽ căn cứ vào thời gian trả lời của comment nha. Ăn boss này cực lắm anh em ơi. Để coi mình ăn nổi con 490 chưa ta. 490 nó trâu lắm anh em. Mà chắc mình nghĩ chắc ăn được rồi. Con này cũng 380 ăn không nổi anh em. Mình thì không có còn kiếm đá bộ nữa đâu. Con 459 này á, mình chưa lên level, chưa lên đỉnh cao 50 á thì mình ăn không được, nhưng mình lên đỉnh cao 50 thì mình ăn nó khỏe lắm anh em, ăn không sao hết. Chưa lên thì anh em ăn anh em phải chạy một vòng hai vòng gì đó. Nhưng mà sao cái game bất cứ cái boss nào nó hơn anh em chừng tầm 100 level thôi là anh em bị dính áp chế liền. Đấy này, hồi máu còn kịp nữa nè. Ở cái boss chỗ này nè, ngay chân cái cổng này nè, đó. Ngay cái cổng chỗ này xích ra phần khoảng một tí xíu một gang tay là chỗ này là chỗ an toàn. Có nghĩa là anh em đánh xong con boss, anh em chạy ra tầm tới đó là vừa. Mà ở level mình thì ăn đủ rồi, lên đỉnh cao 5 mình lên đỉnh cao 50 rồi anh em ơi. Anh em cứ comment bên dưới nha nè. Đó, chỉ là chẳng qua là vui thôi, lâu lâu mình vui, mình tổ chức cho vui thôi, cho nó có cái sự mới mẻ anh em ơi. Hồi những game trước thì mình cũng có tổ chức sự kiện nè, cũng có tổ chức sự kiện cho anh em chơi. Câu trả lời thì anh em cứ comment bên dưới nha. Mình không có nói nhiều nha anh em, nếu mình nói nhiều mình sẽ làm cho anh em phân tâm nha. Thì anh em cứ lên muốn gõ lên Google cái gì đó, anh em cứ tra, muốn tra thì anh em cứ tra nha anh em. Mục tiêu của mình vô đây không phải là kiếm đá anh em ơi. Mục tiêu của mình là vô đây là chủ yếu là kiếm trang bị anh em. Nói chung là trang bị của con gì ta. Này cái trang bị này nè anh em ơi. Nó mục tiêu của mình là vô đây kiếm trang bị này thôi chứ mình cũng không kiếm đá đâu. Đá bộ thì mình thừa lắm rồi. Lâu rồi mình cũng không đi cài đá bộ nữa anh em, chủ yếu là lên đủ bậc 10 thôi, còn bậc 11 thì đánh từ từ lên thôi anh em ơi. Bậc 11 cũng lâu lắm mới lên được. Mình không có nói gì nhiều nha anh em, mình đang im lặng, mình chỉ nói cho vui thôi nha anh em. Trong lúc này anh em thì cứ comment nha. Anh em có quyền trả lời nhiều câu liên tiếp thì cứ chạy, mỗi một câu trả lời là phải chia sẻ một cái nha anh em. Đó, điều kiện phải vậy nha. Để mình coi cái lượt chia sẻ nó nằm ở trên YouTube nó sẽ tăng được bao nhiêu.
con 500 ăn chưa nổi anh em ơi, 500 phải mắc 3 mạng 4 mạng gì ăn mới nổi nó. 4 mạng. Còn mình không biết con này so với thế giới thì như thế nào, nó mạnh hơn hay không thì mình cũng không biết. Để mình chạy ra mình ăn thử con 500 coi nè. Được chiến con 500 á là tầm khoảng 15 triệu, level đỉnh cao 50 là ăn 5 là ngon. Cái đó là đúng ngon luôn, là 15 triệu. $490 là ăn tẹt ra nè, $490 mà nó đánh gì là con 50 chắc nó đánh mình phải mấy phát gì nè em. Để xong mình chạy lên mình ăn thử con 50 coi. Nó ba mấy triệu lượt chiến, nó ăn boss bậc 12 luôn nè em. Thánh Tùng Quyển giảm sát thương 3%. Tula 31 triệu lượt chiến, trang bị 10. Đúng là có tiền có khác nha em, nói chung là có tiền có khác. Thì tạm thời mình nạp vô đây là 200k từ đầu game tới giờ nha em. Cứ chia ra ngày 20 20 20, 6 ngày thì 120. Còn ngày giữa cái mình nạp ngày 20 20, cái mình để 5 cái 6 cái vậy nè, mở lần cái nó hên nó ra được cái ngọc 7 luôn. À à, được cái nè, để mình chạy lên coi. 24% này đánh chết chừng 24 điểm này mình bị nó đánh chết thì cũng mắc có mấy điểm thôi anh em ơi, mười mấy điểm thôi chứ không nhiều. Đó, để coi ăn có được không anh em. Vô đây là chủ yếu mình chỉ kiếm đồ thôi, đồ của con gì gì thì mình cũng không nhớ nữa anh em, quên tên mẹ rồi. Tinh linh đấy, không được gì trơn anh em ơi, cùi quá cùi. Game này cái tỷ lệ nó ra đồ thấp thiệt luôn á. Đấy anh em ơi, không nổi rồi anh em ơi, chết anh em ơi. 10% không nổi đâu. Tạm thời cái con này mình đánh cao lắm là nó 50% thôi, mình đánh nó dựa cao lắm 50% người chết mạng hồi sinh tại chỗ cũng vậy anh em. Câu đố thì anh em cứ tua ngược trở lại anh em xem nha, mình không có đố lại nha anh em. Đố một lần một à, có gì anh em tua lại. 430. 430 này cũng có trang bị tinh linh nữa nè anh em. Trong server mình có một bạn hỏi lên level lên đỉnh cao 40 thì mở cái gì? Đây, mở thằng ngắn nè anh em. Đó, đỉnh cao 40 thì sẽ mở thằng ngắn nha. Boss thằng ngắn là nó nằm ở đây, boss thằng ngắn là boss di tích man, nó di tích man nè. Đó, của nó nè. Mình thì ăn đánh được con 430 nè. Đó, 430 đỉnh cao 50 thì mặc được. Nó còn có chút xíu nữa là nó chết rồi anh em ơi, 50%. Mình tầm level khoảng lên khoảng đỉnh cao 55, đỉnh cao 55 là mình ăn boss ngon lành luôn, cài bậc 11 cực nhanh luôn. Còn nói chung là bây giờ đánh con boss bằng đánh con boss 55 505 còn hơi cực, nó vẫn còn nó bị áp chế cho nên là quýnh nó không nổi. Đánh ăn nó thì được nhưng mà nó mất thời gian lắm, ăn nó tầm khoảng 20 phút nó mới chết mới ăn được nó. Còn con boss 55 thì đánh tầm khoảng 10 phút rồi xong. Còn boss từ 460 trở lại, 460 trở lại thì con 3 phút 4 phút rồi xong. Đó, dây tinh linh. Đấy, được một cái dây tinh linh. Không ra đỏ luôn á nè. Tỷ lệ quá thấp. Rồi, nói chung thì video của mình đến đây là kết thúc nha em. Có gì anh em cứ tua ngược trở lại trả xem để xem lại câu hỏi cho nó rõ ràng, rồi anh em lên YouTube, lên Google anh em search nha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.